Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi bàn phím mặc định trên điện thoại Android. Nói chung thì các bạn khi mà sử dụng điện thoại Android thì chúng ta thường tải một cái ứng dụng bàn phím rất nổi tiếng, đó là La Bàn Key về để sử dụng. Và nếu như các bạn muốn chuyển đổi qua lại cái bàn phím mặc định trên điện thoại từ La Bàn Key sang bàn phím mặc định, hoặc là các bạn đổi ngược lại từ bàn phím mặc định sang La Bàn Key, thì các bạn có thể là làm cái bước như sau. Đầu tiên thì trên điện thoại các bạn có thể là vào phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt này các bạn bấm vào phần tìm kiếm và các bạn gõ chữ là bàn phím. Ở trong phần bàn phím này các bạn có thể tìm đến cái mục đó là bàn phím mặc định. Ở đây thì nó sẽ có cái mục là La Bàn Key. Các bạn có thể bật cái phần La Bàn Key này lên để chuyển từ bàn phím mặc định sang La Bàn Key. Đó, thì khi chúng ta chọn vào phần bàn phím mặc định thì nó sẽ có thêm hai lựa chọn, đó là bàn phím mặc định của điện thoại và bàn phím của La Bàn Key. Các bạn có thể chọn vào. Lúc này thì chúng ta có thể sử dụng được bàn phím của La Bàn Key. Đây. Đây chính là cái bàn phím của La Bàn Key. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn chuyển đổi từ bàn phím của La Bàn Key sang bàn phím mặc định thì chúng ta sẽ tắt cái La Bàn Key này đi và các bạn chọn phần là bàn phím mặc định như thế này, hoặc là đơn giản nhất là các bạn sẽ tìm đến cái ứng dụng La Bàn Key trên điện thoại, phần tìm kiếm các bạn tìm kiếm vào cái ứng dụng là La Bàn Key, các bạn xóa cái ứng dụng này đi thì chúng ta có thể là chuyển đổi qua lại được từ bàn phím La Bàn Key sang bàn phím mặc định trên điện thoại.